quý vị khán giả của đài VBS Canada. Diễm Hương đang có mặt bên cạnh Diễm Hương là nhà văn Trà Lũ. Và Diễm Hương cũng muốn nhân cơ hội dịp chúng ta sẽ có tổ chức chương trình Cảm ơn Canada và cũng nhân kỷ niệm là người Việt định cư ở Canada 40 năm. Thì Diễm Hương xin có một vài câu để phỏng vấn nhà văn Trà Lũ. Kính thưa chú Trà Lũ, cháu là Diễm Hương của đài VBS Canada. Thì theo cháu được biết thì chú là một trong những thuyền nhân đầu tiên đã định cư tại Toronto. Thì cháu muốn xin chú có thể nhân cái cơ hội này cho chúng cháu biết và các khán giả biết một chút xíu về cái hoàn cảnh, cái thời gian lúc đó khi chú mới tới và trong cơ hội nào chú được định cư ở Canada. Xin cảm ơn cô Diễm Hương và cảm ơn đài. Cái câu hỏi của cô làm tôi cảm động vì tôi nhớ lại ân huệ của nước Canada đã làm cho tôi. Tôi gốc ở dân Sài Gòn, tôi dạy học. Nhà tôi ở gần ngay Tân Sơn Nhất, mà tại vì tôi cứ nghĩ là con không thể mất nước được. Lúc đùng một cái 30 tháng 4, ngã ngửa. Thành ra cuối cùng rồi, tôi chạy vào nhà thương gian quá, mang vợ con vào nhà thương gian, nghĩ là nhà thương gian của Pháp thì được bảo vệ, nhưng mà cũng không được. Bây giờ nhà thương gian nhiều người chạy vào lắm, rồi tôi nghe mấy người bảo nhau là bây giờ còn kịp ấy, mình kiếm cái ghe nào mình chạy ra may ra thì gặp được là tàu Mỹ nó còn đang ngoài khơi. Tôi bây giờ không có sự chọn lựa nào khác, cho nên tôi làm liền cái chuyện đó. Nhưng mà ra thuê được ghe ra khơi rồi, chả thấy gì cả. Anh thì ghe bảo thôi, nó may quá nó là cái ghe buôn lậu Sài Gòn Thái Lan, nó biết lộ trình. Anh thì nó chở tới 2 ngày 1 đêm thì tới Thái Lan. Rồi vào Thái Lan thì cái Thái Lan nó không có trại nào hết, nó Thái Lan là đất Phật toàn chùa. Thuyền trước tôi cũng có hàng mấy trăm người cũng chạy như tôi, đang sống ở trong chùa. Tôi đến và hỏi là này, đây có chính phủ Canada, chính phủ Mỹ hay chính phủ gì giúp đỡ? Họ bảo không, chả có gì cả. Tôi bảo đâu có được, như thế này mình phải cầu cứu chứ. Thế là tôi với họ giúp họ làm cái đơn gửi các nơi, các tòa đại sứ xin cấp cứu chúng tôi. Tòa đại sứ Canada nó xuống ngay. Và bởi vì lúc bây giờ trong số những người đến trước tôi là những người đã được bảo lãnh mà đi chưa kịp, cho nên xuống để nó chuẩn bị mang những người đó đi Canada. Tôi là thông dịch cho phái đoàn. Tôi làm việc với họ một ngày. Tối trước khi ông ta về, ông ta cảm ơn và tôi hỏi là, này, ông cho tôi đi Canada được không? Thì qua một ngày làm việc chắc ông ấy mến tôi. Anh chỉ ra, ông bảo để tôi suy nghĩ. Tôi hỏi về Trung ương, mai tôi trả lời. Và tôi cũng chả hy vọng gì. Vợ tôi bảo là anh ơi, vô ích, bởi vì đây là những người có gia đình ở bên, có con cái học hành bên Canada. Họ bảo chứ mình không có một cái dây nhợ gì cả, làm sao được. Tôi cũng bảo thôi không mất mát gì không. À, tôi đang ngủ buổi sáng hôm sau thì con nó lay tôi dậy, nó bảo bố ơi bố, ông Canada kiếm bố. À, tôi bảo không biết, chắc nó cần giấy tờ gì ở nhờ giúp tiếp nhé. Ra thì nó bảo tôi đã quyết định, chúng tôi quyết định gọi về Trung ương và chúng tôi, cháu anh, vợ con anh đi Canada ngay ngày hôm nay. Chú ơi, là phép lạ quá. Lên đến Canada, Bangkok có một ngày, rồi tòa đại sứ Canada cấp cho tôi miếng giấy và gửi bộ di trú Canada. Ông này là Trần Trung Lương và gia đình. Chúng tôi đang làm thủ tục cho đi Canada, xin nhận trước giấy tờ gửi sau. Tôi có mỗi một cái giấy đó thôi quá. Và bởi vì tôi nói tiếng Pháp nữa, nên tôi được gửi đến Montreal. Ở Montreal, tôi đi làm ngay lập tức. Cô biết cái job mà tôi làm là gì không? Rửa chén nhà hàng. Rửa chén, ôi giời nhiều chuyện lắm. Câu chuyện của chú rất là, cũng như là một cái sự kỳ ngộ, tại vì mình không có
biết rõ đường đất như thế nào, nhưng mà vì một cái cơ duyên mà được nhận vào Canada và nhận cái xứ sở Canada rất là quý mến người đồng bào tị nạn, cho nên đã rộng vòng tay để đón tiếp những người tị nạn như chúng ta. Và như cháu được biết thì cái thời điểm sau đó là cỡ 78, 79 là cái phong trào mà vượt biển rất là đông, và mình có rất là nhiều gọi là đồng hương mà tị nạn chính trị tới định cư ở Toronto, Montreal. Thì lúc đó không biết là chú có tham gia trong những cái phong trào gì để mà giúp đỡ những người mới định cư không ạ? Có, mà chuyện nó cũng dài lắm. Chuyện tôi ly kỳ lắm. Tôi làm bồi bàn, rửa chén nhà hàng, bồi bàn, bồi bếp, các thứ, xong rồi tôi thấy và con cái tôi nó bắt đầu nói tiếng Quebecois. Thì tôi nghĩ rằng xứ này là xứ Bắc Mỹ, người ta nói tiếng Anh, con mình mà nó cứ nói tiếng Pháp kiểu như thế này thì làm sao mà tiến được. Tôi mới quyết định dọn lên Toronto. Chuyện dọn lên Toronto thì cũng dài dòng lắm. Rồi tôi cũng đi tiếp tục đi làm nhà hàng, làm bồi, làm bếp đó cô. Trong khi đó thì như cô nói, năm 78, 79 thì phong trào thuyền nhân lên rất cao. Lúc bây giờ thì hội người Việt được chính phủ Canada kêu gọi tiếp tay với chính phủ để tiếp đón thuyền nhân. Thì hội người Việt họ biết cái quá khứ của tôi, cho nên mới kêu tôi ra làm việc cho hội người Việt trong cái chương trình tiếp đón thuyền nhân Việt Nam với chính phủ Canada. Rồi tôi làm được độ 1.5 năm. Rồi vì hội người Việt là hội tư nhân, trong khi đó chính phủ Canada mở một cái trung tâm lớn là Ontario Welcome House, thì họ bảo tôi sang đó làm việc, và tôi do đó mà tôi được quen rất nhiều người. Vậy trong cái thời gian chú làm ở Welcome House, có một cái kỷ niệm nào mà chú cảm thấy mà gọi là rất là cảm động và muốn giống như là nhắc lại trong cái dịp kỷ niệm 40 năm này hay không ạ? Có một cái, vâng, đó là cái chuyện thế này. Phong trào thuyền nhân lên rất cao, và khắp nơi là tổ chức buổi gây quỹ. Cái lúc bây giờ cả nước Canada ai cũng nghĩ tới chuyện bảo trợ thuyền nhân, nhưng mà không có tiền. Trên tòa truyền hình quốc gia CBC nó làm một đêm gây quỹ giúp thuyền nhân Việt Nam, và trong đó có màn phỏng vấn một gia đình thuyền nhân. Tôi là người thông dịch giữa anh phóng viên với gia đình thuyền nhân đó. Thì vì phỏng vấn trực tiếp đó, không có chuẩn bị gì hết. Anh để ra thuyền nhân nói làm sao tôi dịch y như vậy. Có một điều làm tôi, chính tôi cũng xúc động, là tôi dịch xong những câu mà thảm cảnh vượt biên với các thứ, anh phóng viên phỏng vấn tôi khóc. Cái anh quay phim khóc. Và tôi cũng không cầm được nước mắt cô. Đó là cái mà nghe thấy thảm cảnh Việt Nam, cái giá tự do nó lớn quá. Đó là cái mà tôi không bao giờ quên. Cảm ơn nhà văn Trà Lũ rất là nhiều đã chia sẻ lại với lại quý khán giả của đài VBS những kỷ niệm của những ngày đầu tiên đến định cư, cũng như sự gọi là sự giúp đỡ của nước chính phủ Canada đối với đồng bào tị nạn người Việt trong những năm đầu và cũng tiếp theo vào những thập niên 80. Và cũng nhờ vậy mà chúng ta đã có cái thế hệ thứ hai sinh sống lớn lên ở Canada và đã thành công, rất là nhiều lớp trẻ đã thành công và hội nhập vào cuộc sống. Thì đây cũng là một cái điều chúng ta nên đáng ghi nhận, cái công sức và sự giúp đỡ cũng như của chính phủ Canada nói chung và người dân Canada nói riêng. Và cũng trong cái tình hình này thì trước khi dứt lời, không biết chú có một cái điều gì để chia sẻ thêm với khán giả hay không ạ? Có, tôi nghĩ rằng cả đời tôi, và tôi nói với con cháu, và tôi luôn luôn nhắc tới bạn bè và những người mà tôi quen biết, hãy biết ơn nước Canada. Canada tốt như thế này là phong trào tị nạn khắp nơi, khắp thế giới, và có rất nhiều. Nhưng Canada tôi chưa thấy có bao giờ mà Canada đến
cứu người tị nạn và đưa họ từ trại tị nạn sang Canada như phái đoàn Canada đã làm. Thật, tôi suốt đời mang ơn nước Canada. Cảm ơn nhà văn Trà Lũ và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình phỏng vấn của đài VBS Canada.